Đây là nó dùng từ không đúng về nghĩa thôi. À, dùng từ không đúng về nghĩa. À, phân tích bà không được, phân tích ở đây là phân tích nhân vật. Nhân vật mà nhân vật thì phải thêm cái gì nữa? Phân tích nhân vật này ha. À, phân tích nhân vật này có đại từ để thay thế. Để hiểu rõ hơn bà cụ tứ, ta sẽ phân tích nhân vật này trong truyện vở Nhật. Bà nói rằng là dùng từ không đúng về cái khả năng kết hợp thì cũng cũng được, bởi vì và theo bạn rằng là phân tích bà phân tích thì phải phân tích nhân vật, tức là bà không kết hợp được với lại cái đường trước ha. Nhưng mà vấn đề là gì? Đây nó không 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 chính xác như vậy đâu, mà chúng ta phải nói là dùng từ không đúng về nghĩa thôi. Không đúng về nghĩa, dùng từ bà phân tích bà không đúng về nghĩa ha. Phân tích nhân vật mới đúng về cái nghĩa của nó. Câu số 6, bản án tương đối khá dài nên mời mọi người bạn nào giơ tay phát biểu, bạn Thu Quách Thu Phương hả? Dạ, thưa thầy, em xin sửa cái câu này thành là vì bản án tương đối dài, trước hết mời mọi người ngồi xuống ạ. À? Nó mắc lỗi gì về Phương? À, nó mắc lỗi ở phần là tương đối khá dài á thầy. Đã tương đối nó với khá dài nó cũng tương đương nhau rồi. Cho Ừ. nên em bỏ bớt Là một bớt. từ. Ừ. Dạ. Và Nhìn có nhìn nó cần, cho có nghĩa hơn. rồi có cần phải thêm từ vì đằng trước nữa không? Dạ, em theo quan niệm của em là em thêm vì bản án tương đối dài. Nghe nó dễ hiểu hơn á thầy. Ừ. Rồi. Dạ. Rồi cảm ơn em. Dạ. Ở cái câu này lỗi của nó là trùng từ lập từ ha, tương đối với lại khá dài. À, tương đối hay là khá dài này, nó là những cái từ mà nó đồng nghĩa, gần nghĩa với nhau, cho nên chúng ta thấy nó gọi là trùng từ lập từ. Nó thừa đi, không cần thiết dùng một trong hai từ thôi. Vậy thì bản án khá dài cho nên mời mọi người ngồi xuống. Bản án tương đối dài, tương đối nha, bản án tương đối dài cho nên mời mọi người ngồi xuống. Thêm viện được không? Thêm viện được, không cần thêm cũng được nhé. À, nó không có thì thôi chả sao cả. Dạ thầy. Ừ. Bản án khá dài cho nên mời mọi người ngồi xuống. Bản thân nó đã chứa cái lý do rồi cho nên không cần vì nữa ha. À, người ta hiểu là vì, người ta hiểu ở trước là nó là vì rồi. Có những Dạ. cái so sánh không, đang nói với các bạn là nói chung là có những cái so sánh mà người ta không cần đưa ra cái vế so sánh đằng trước, nhưng người ta hiểu ngầm đó là so sánh với cái gì. Ví dụ như người ta nói là như bèo như rác thì người ta biết đằng trước là cái gì rồi. Như bèo như rác ha. Rẻ như bèo, rẻ như rác. Hay là như sên như rận thì chậm như sên, chậm như rận. Những cái so sánh người ta không cần, bởi vì có những cái câu mà chúng ta viết rằng là gì, không cần cái từ đằng trước ha. À, không cần phải đưa ra cái từ nguyên nhân, cái từ kết quả, không cần vì nên, không cần lấy cặp đó ha. À, nhưng mà có những trường hợp là cần, có những trường hợp không cần, thì trong trường hợp này cũng không cần thiết ha. Câu số 7, lúc đó tôi chưa vị thành niên đã phải lên thành phố kiếm sống. Câu này mắc lỗi gì các anh chị? Câu này cũng lặp À, nó là cũng lập từ ha.
chư và vị phải không? Gần bằng. À, chưa với lại vị. Vị có nghĩa là chưa, vị là một từ Hán Việt nó có nghĩa là chưa ha. Vị là một từ Hán Việt có nghĩa là chưa. Vị thành niên, tuổi vị thành niên có nghĩa là tuổi chưa trưởng thành. Chúng ta nói là tuổi vị thành niên có nghĩa là tuổi chưa trưởng thành. Vị là chưa. Câu số 8. À, cái câu trên thì lúc nãy là chúng ta nói là vị với lại chưa ha, cho nên là nếu mà sửa lại thì chúng ta sửa làm sao? Lúc đó tôi chưa trưởng thành ha, hay là chúng lúc đó chúng ta bỏ cái từ chưa đi. Lúc đó tôi vị thành niên đã phải lên thành phố kiếm sống, bỏ từ chưa đi hoặc là sửa lại ha. Sửa lại cái phía sau này lại thành thì lúc đó tôi chưa trưởng thành. Câu số 8 ha, xin chị cho biết để chị biết địa chỉ để nếu tiện chúng tôi xin được ghé thăm tiện xá. Chị Xuân có ý kiến gì? Dạ thưa thầy, là câu này là từ tệ xá hay là dùng từ lạc phong cách? Mình có thể sửa thành ghé thăm gia đình hoặc ghé thăm nhà. Từ tệ xá là phong cách vì sao vậy? Chúng ta thấy nó làm sao? Phong dạ cách cái từ đó là dùng trong văn viết mà nó có phong cách nó hơi cũ cũ thầy. Còn cái câu xin chị cho biết địa chỉ để nếu tiện, cái đó câu văn bình thường đặt. Nó không hợp với nhau. Xin phép bổ sung. À mời. Dạ, tại xá là chỉ mình nói về nhà mình mới là tại xá thôi, mình không nói nhà người ta là tại xá. Không đúng phong cách là em nghĩ nó là nhìn như thế. Mình chỉ xưng mình là tại xá hoặc là bần tăng hoặc là gì, tiện tiện nữ gì đó thì là mình tự xưng về mình chứ mình không gọi nhà người ta là tại xá. Mình gọi hàng xá hả chị? Rồi ha, cảm ơn chị Xuân với chị Tuyết ha. Thế ra là chúng ta thấy cái từ đằng sau này dùng không được, từ tệ xá là không được. Từ xá là không được ha. Từ tệ xá, xá là cái nơi ở. Xá là nơi ở, tệ là dở là tồi, tệ dở là tồi, tệ là dở là tồi, còn xá là nơi ở, cái nơi ở tồi tệ. Hỏi địa chỉ bây giờ, hỏi địa chỉ một ai đó mà nói là cái chỗ ở tồi tệ của mày nó ở nơi nào vậy? Ít ra chúng ta cũng phải hỏi trung tính là nhà bạn ở đâu, nhà mày ở đâu, chứ chúng ta không nói là cái chỗ ở tồi tệ của mày nó ở đâu hay là cái ổ chuột của mày nó ở đâu, đâu có được ha. À, như chị Tuyết nói là nói về mình thì nói sao cũng được. Nói về mình thì chúng ta có thể là gọi là tiện nữ, tiện nhân hay là tiểu nhân hay là hạ nhân hay là bỉ nhân gì đó cũng được ha. Tiểu nhân xin lĩnh giáo hay là gì đó cũng được ha. Hay là kẻ tiểu nhân này xin được đem cái thân khuyển mã ra để phò giúp đại nhân. Nhưng mà vừa nói câu đó xong mà cái ông gọi là đại nhân kia ông nói là gì? Mày là kẻ tiểu nhân, tao không xài mày. Thì sao? Thì ngay lập tức rút kiếm ra chém lại liền. Ông dám coi tôi là tiểu nhân à? Mặc dù mình mới xưng là mặc dù mình mới nói là gì là tiểu nhân xin được mang cái thân khuyển mã là thân chó ngựa ra tiểu nhân xin được mang cái thân khuyển mã ra để phò giúp đại nhân. Mới nói xong cái câu đó, chính mình nói xong, nhưng mà cái ông đại nhân kia ha, cái ông gọi là đại nhân kia, ông mới quay lại ông mới nói là kẻ tiểu nhân như ngươi ta không thèm trọng dụng. Là thì sao? Thì nổi điên lên rút kiếm ra có khi chém liền, bảo rằng gì, ông dám coi tôi là tiểu nhân à? Mặc dù là miệng mình mới nói ra đó, nhưng mà bị người ta nói một cái là gì, nó khác liền. Chúng ta thấy là gì, khi người ta tự xưng là một chuyện, còn khi mà bị gọi là một chuyện khác ha, bị gọi là chuyện khác. À, cho nên cái nhà của mình chứ dù là gì, cái nhà của mình nó tồi tệ như thế nào đi đó là cái chuyện của mình tự nói thôi, nhưng mà người ta gọi là cái ổ chuột hay là
gọi là cái tệ xá thì làm cho mình bị sao, mình bị cảm giác bị xúc phạm từ cái chuyện mà cảm giác của bản thân mình, cho nên mình cũng không nên gọi người khác như vậy. Tệ cái này để gì, cái này qua đây để chúng ta thấy rằng là gì, khi mà nói về người khác thì chúng ta phải nói từ trung tính trở lên, chứ không có nói dùng những cái từ mà nó thấp hơn ha, có tính âm tính, thì nói chung là như vậy chứ không phải là riêng gì cái từ này. Bởi vậy cho nên là nhà người ta dù là nó rách nát hay là nó có một túp lều bốn cái cọc rồi cái tấm tôn lên thôi, thì chúng ta cũng gọi nó là nhà. Bao giờ có một vài mét vuông thôi, có những cái nơi mà người ta giải tỏa rồi các anh chị, nó chỉ còn 3 mét vuông à, lẹ một chút này đưa nơi 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 vỉa hè à, 3 mét vuông à, nhưng mà vẫn gọi đó là nhà, cũng gọi đó là một căn hộ. Chứ đâu bây giờ gọi là cái chòi hay là gọi cái gì được, vẫn phải gọi đó là cái nhà thôi. Người ta có một miếng đất không có tiền xây nhà, người ta dựng lên đó cái túp lều, mình vẫn đến đó vẫn gọi là đến nhà. Gọi là nhà của người ta, người ta tự xưng sao vậy được, nhưng mà khi mà gọi thì phải gọi người ta trung tính ha. Bất kể một chuyện gì trong cuộc sống cũng vậy thôi các anh chị ha. Người ta xưng như thế nào là cái chuyện người ta, nhưng mà mình gọi lại người ta thì phải gọi trung tính trở lên để cho không phải xúc phạm ai. Cho nên là ở đây chúng ta phải thay bằng cái từ khác ha. Trung tính là ghé thăm, ghé thăm, ghé thăm nhà, hay là ghé thăm gia đình, hay là ghé thăm cái gì đó ha. Nếu như chúng ta muốn tâng bốc lên thì chúng ta nói cho vui thì có thể là ghé thăm biệt phủ, hay là ghé thăm lâu đài, hay ghé thăm dinh cơ gì đó thì tùy à. Nhưng mà nhìn chung là trung tính ha. Vậy thì trường hợp này dùng từ nó sai về gì vậy? Dùng từ nó sai về sắc thái ý nghĩa ha. Dùng từ sai về nghĩa, nhưng mà chủ yếu là sắc thái ý nghĩa của nó. Sắc thái ý nghĩa khi nói về trường hợp này thì nó là cái gì, là cái gì? Thực ra tệ xá cũng là cái nơi để ở thôi, nhưng mà sắc thái ý nghĩa nó không không đúng. Tệ xá cũng là cái nơi để ở, mà hàn xá cũng là nơi để ở, hay là dinh cơ biệt thự biệt phủ gì cũng là cái nơi để ở thôi, nhưng mà ở đây nó không đúng về cái sắc thái ý nghĩa. Nó vẫn đúng về cái ý là gì, cái ý là gì? Cái nghĩa của nó vẫn đúng là cái nghĩa là nơi ở, nhưng không đúng về cái sắc thái ý nghĩa của nó, không đúng về cái sắc thái ý nghĩa của nó ha. Giống như chúng ta nói là chết với lại toi với ngõm với lại từ trần với lại băng hà gì đó thì vẫn là diễn tả một nghĩa thôi, một nghĩa thôi, nhưng mà nó sắc thái của nó khác nhau, sắc thái biểu cảm khác nhau, sắc thái ý nghĩa khác nhau. Thế nên là trường hợp này dùng từ nó sai về sắc thái ý nghĩa. Còn có những anh chị thì có thể có anh chị nói rằng là gì, bị lặp giữa hai từ xin, xin đằng trước với xin đằng sau này có lặp như nhau không các anh chị? Không lặp ha. Nhiều anh chị là thân minh là không mặc. Chúng ta phải xin được cái địa chỉ trước là cái bước thứ nhất, rồi bữa sau mình phải xin tiếp theo là có cho ghé thăm hay không chứ. Mình biết địa chỉ là cái chuyện thứ nhất, còn cái chuyện thứ hai là người ta có cho thăm hay không là cái chuyện thứ hai nữa, chứ đâu có phải là xin được địa chỉ rồi cứ thế mà đến đâu. Ở đây có ai không biết chủ tịch nước ở đâu không? Chúng ta biết hết nha. Chủ tịch nước thì ở phủ chủ tịch, phủ chủ tịch ở đâu thì lên Google search cái nó ra liền. Nhưng mà chúng ta biết địa chỉ rồi thì chúng ta có phải là thích thì đến không? Không ha. Thậm chí xin mà xin còn không được nữa. Không xin được mà không biết xin chỗ nào nữa. Chứ đâu có phải là biết địa chỉ là đến được liền. Cho nên là nhiều người cứ nhầm tưởng á, nhầm tưởng là cứ biết địa chỉ là mình đến được. Người ta chưa cho phép đến cũng cứ thế mà nhào đến. Một cái bộ vô duyên trong cuộc sống vô vậy thôi. Câu số 9, vô tuyến truyền hình cũng có mặt hại, nó vô hiệu hóa sức khỏe của ta. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe ta. À, cũng quyền ha. Nó ảnh hưởng chứ không phải là nó vô hiệu hóa ha. Vì Vô sao? Vì nó ảnh hưởng tuyến. thôi. Tất cả chúng ta đều xem tivi ha. Cái gọi là vô tuyến truyền hình này nè,
vô tuyến truyền hình này. Vô tuyến truyền hình có nghĩa là vô tuyến, có nghĩa là không dây á, truyền được hình mà không dây. Cái tên gọi đầy đủ của cái chúng ta gọi là tivi ha, chúng ta gọi là tivi như là gọi tắt theo tiếng Anh. Còn vô tuyến truyền hình là cái cách gọi của người Việt của chúng ta ngày xưa, gọi đầy đủ ha, không có dây mà truyền được hình. Thì một số địa phương sẽ gọi là vô tuyến, một số địa phương gọi là truyền hình. Nhà anh có cái truyền hình to quá, tôi đang xem truyền hình. Anh đang làm gì vậy? Tôi đang xem truyền hình. Anh đang làm gì vậy? Tôi đang xem vô tuyến. Thì một số địa phương sẽ gọi là vô tuyến, một số địa phương thì gọi là truyền hình, chứ không gọi đầy đủ là vô tuyến truyền hình. Thì trường hợp ở đây gọi là vô tuyến truyền hình cũng được là không hết, nhưng mà cái quan trọng là gì? Quan trọng là ở phía sau này, cái từ vô hiệu hóa, vô hiệu hóa là từ dùng không đúng về nghĩa ha. Vô hiệu hóa là từ dùng không đúng về nghĩa ha. Chị Vân, chị đăng nhập rồi chị đi đâu mất, nên là có người gọi điện chị không thèm bắt máy. Các chị ngồi vào bàn và mở cam lên học nha. Cái điểm danh đó thì Google nó ghi nhận cuộc gọi, nó vô ra lúc nào mấy giờ là có báo cáo theo Google rồi. Tôi không có phải điểm danh nữa, nhưng mà tôi có chụp màn hình. Chụp màn hình để thưởng ha, để khuyến khích những anh chị vô học. Anh chị ngồi vô bàn thì nó nghiêm túc hơn. Còn đó như giống như chị Vân lúc nãy đó, trường hợp chị Vân này nè, Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Thị Thanh Vân, chị đấy đăng nhập không mở cam, chứng tỏ là chị đi đâu mất và quăng điện thoại đó luôn, người ta gọi cũng không bắt máy. Để là gì? Chúng ta không nghiêm túc với việc học. Khi chúng ta ngồi vô bàn, chúng ta mở cam lên thì chúng ta cố gắng điều chỉnh hành vi của mình hơn, chúng ta sẽ không làm những cái gì trái quấy. Không mở cam lên là giống như kiểu nó khuất mắt, muốn làm gì thì làm. Mấy hơn nữa là cũng đỡ chán đấy các anh chị, nhìn nhau nó đỡ chán đấy chứ. Rồi ở đây chúng ta thay cái từ vô hiệu hóa bằng cái từ là ảnh hưởng nha, ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta thôi, tất cả mọi người ở đây đều xem tivi cả, nhưng đâu có ai bị vô hiệu hóa đâu. Chúng ta vẫn gì? Vẫn bình thường, vẫn hoạt động bình thường thôi. Có chăng là nó ảnh hưởng thôi ha. Xem tivi nhiều thì mắt của chúng ta nó có thể bị mờ đi ha, đó là ảnh hưởng đến sức khỏe rồi. Mắt bị mờ là ảnh hưởng đến sức khỏe rồi. Chúng ta xem tivi nhiều, chúng ta ít hoạt động, vậy thì chúng ta có thể gì? Làm cho chúng ta yếu, cơ bắp chúng ta yếu hơn, cân chúng ta tăng và tim mạch chúng ta yếu đi. Khi mà tăng cân quá thì tim nó sẽ yếu, tim nó sẽ yếu đi. Ít vận động thì cơ nó cũng yếu đi. Thì đó như là nó ảnh hưởng đến sức khỏe, chứ nó không có vô hiệu hóa được. Không có vô hiệu hóa được cơ. Câu số 10. Xuân Diệu khi còn là một cậu học sinh trung học, ông đã làm nhiều bài thơ hay. Bạn, từ làm đổi thành từ sáng tác ạ. Từ làm đổi thành từ sáng tác, vì sao vậy? Dạ, tại thường nhà thơ mình thấy gọi là tác giả thì thường sẽ sáng tác chứ không phải làm ra. Người ta nói làm thơ viết văn. Bạn Ái Dương. Dạ, thưa thầy, theo em là em xin phép sửa lại một xíu là Xuân Diệu khi còn là một học sinh trung học, ông đã làm nhiều bài thơ hay. Tại vì ở trong cái câu này chỉ nói về Xuân Diệu thôi, nhưng mà lúc thì xưng hô là cậu, lúc thì xưng hô là ông. Lúc thì xưng hô là cậu, lúc thì xưng hô là ông. Rồi cảm ơn bạn Dương ha. Xuân Diệu khi còn là một cậu học sinh trung học, ông đã làm thơ hay là viết văn, đó là cái chuyện thì bình thường thôi ha.
khi Nguyễn thơ trại làm thơ và đánh giặc, Nguyễn Du viết kiều đất nước hóa thành văn. Đã có cái câu thơ như vậy đó. Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc. À, cho nên làm thơ là chuyện bình thường ha. Từ làm thơ người ta gọi là làm thơ, viết văn. À, sáng tác thơ, sáng tác văn cũng được. Nhưng làm thơ, viết văn. À, động từ, hai động từ làm thơ, viết văn. Đã đối với nhau không sao hết. À, sáng tác thơ, sáng tác văn cũng được. Làm thơ viết văn là bình thường ha. Ừ. Cho nên không cần thay cái từ đó. Không cần thay cái từ làm thơ viết văn. Ở trong này có một cái phần giống như bạn Ái Dương hả hay gì đó vừa mới nói lúc nãy đó. Đó là cái từ ông này nè. Rồi cái từ cậu nè. À, cùng xuất hiện một lúc thì nó không phù hợp. Ông với cậu cùng xuất hiện một lúc là nó không phù hợp. Ừ. Thì chúng ta thấy là nó dùng từ không đúng về khả năng kết hợp rồi đó. Khi còn là một cậu học sinh trung học, khi còn là một cậu học sinh trung học mà là chúng ta lại gọi là ông, thì lại không phù hợp rồi. À. Khi còn là một cậu học sinh trung học mà lại gọi là ông, thì không đúng ha, không đúng về khả năng kết hợp. Ừ. Vậy thì như lúc nãy các bạn sửa là gì? Chúng ta lấy cái từ Xuân Diệu này nè, chúng ta thay cho từ gì? Từ ông này là được rồi. Khi còn là một cậu học sinh trung học, đây là một cái trạng ngữ ha. Xuân Diệu là chủ ngữ, đã làm nhiều bài thơ hay, vậy thôi ha. Khi còn là một cậu học sinh trung học, Xuân Diệu đã làm nhiều bài thơ hay. Cái từ Xuân Diệu thì là học sinh, cậu học sinh trung học cũng được, mà là cái gì cũng được ha. Ừ. Nhưng nếu như cái từ ông thì để từ ông thì là không kết hợp được với lại từ cậu. Xuân Diệu khi còn là một cậu này, là một cậu, mà ở dưới này lại lấy từ ông để thay thế. Nha. Ông này là cái đại từ để thay thế cho nguyên cái cụm này mà. À, thay thế cho Xuân Diệu, thay thế cho cậu học sinh trung học. Thì ông làm sao thay thế cho cậu học sinh trung học được? Thì là nó không đúng về khả năng kết hợp ha. Dùng từ không đúng về khả năng kết hợp. Vậy thì chúng ta sửa bằng cách là gì? À, bỏ cái, cắt cái từ Xuân Diệu này thay cho xuống, đưa xuống thay cho từ ông. Khi còn là một cậu học sinh trung học, Xuân Diệu đã làm nhiều bài thơ hay ha. Đó. Câu số 10, họ được tham quan nhiều thắng cảnh đẹp. Bạn Mạnh ha, anh Mạnh. Mạnh Quyền hay là Quyền Mạnh? Dạ Quyền thôi ơi. Dạ Nguyễn Mạnh Quyền. Vâng, thì em xin được sửa lại là như sau. Họ được tham quan nhiều thắng cảnh. Tại vì cái từ thắng cảnh nó đã mang nghĩa là đẹp rồi. À. Vâng. Quyền ha, chị Quyền hả? Không, em con trai. Em con trai hả? Giọng dễ thương, nhìn tưởng con gái. Cảm ơn thầy. Không biết là nên khen, nên vui hay nên buồn nữa. Hả? À, không biết nên vui hay nên buồn với cái câu khen vừa rồi nữa. Em chả biết nữa. Thì chắc là giọng của anh Quyền này đang còn trẻ quá. À, cái tên thì lúc nãy đây. Chắc còn trẻ. À, giọng nó chưa bị đục. Nó đang còn trong sáng. Những người nói là à, cái thắng cảnh này ha, thắng cảnh với cảnh đẹp này thì nó sao, nó trùng từ lập từ rồi ha. Chúng ta nói là thắng cảnh hoặc là cảnh đẹp thôi, thắng cảnh hoặc là cảnh đẹp thôi nghe. Ừ. Họ được tham quan nhiều thắng cảnh hoặc là họ được tham quan nhiều cảnh đẹp ha. Chúng ta có cái cụm từ danh lam thắng cảnh. Danh lam là những cái ngôi chùa danh tiếng ha, nổi tiếng. Thắng cảnh là những cảnh đẹp. Danh lam thắng cảnh. Danh lam thắng cảnh. Ừ. Cho nên là trong cái câu này chúng ta chỉ dùng một trong hai thôi ha. À, họ được tham quan nhiều thắng cảnh, à, hoặc là họ được tham quan nhiều cảnh đẹp. Lỗi này là lỗi trùng từ lập từ ha, trùng từ lập từ.
Rồi cái câu cuối cùng. Mời bạn Thảo Uyên. Dạ thưa thầy, em nghĩ là nó đang trùng từ lỗi từ, nó bị dư từ tinh thần. Em nghĩ là chỉ nên là thiếu đoàn kết thôi. Yếu điểm của chúng ta là thiếu đoàn kết. Dạ. Phải không anh chị? Chúng ta có tinh thần chiến đấu, tinh thần đoàn kết, tinh thần phá hoại, tinh thần chia rẽ. Em nghĩ câu này là nó dùng từ sai nghĩa ở từ yếu điểm đó thầy. Tại vì yếu điểm là điểm quan trọng. Còn cái nghĩa này em nghĩ là nó là từ hoặc là nhược điểm hoặc là điểm yếu thì nó sẽ phù hợp hơn. À. Dạ, đúng. Cảm ơn chị ha. Từ yếu điểm nó có nghĩa là gì? Yếu điểm nó là một cái từ Hán Việt đấy các anh chị. Yếu điểm là một từ Hán Việt ha. Yếu điểm là một từ Hán Việt này nè. Mà nghĩa của nó là gì? Nghĩa của nó là chúng ta đọc ngược lại ha, thì yếu điểm ở đây không phải là nó không phải là điểm yếu nha. Nó không phải là nhược điểm nha. Mà yếu điểm ở đây chính là điểm quan trọng, điểm chính yếu, điểm chủ yếu. Yếu ở đây là quan trọng đó. Yếu ở đây nó có nghĩa là quan trọng. Yếu là trong Hán Việt đó người nghĩa là quan trọng ha. Chúng ta có yếu nhân nè, là người quan trọng đó. Yếu nhân. Yếu nhân là người quan trọng. Thì yếu điểm ở đây là điểm quan trọng. Hoặc là chúng ta cũng có thể hỏi gọi là điểm mạnh nha. Mà nghĩa của cái ý của người viết ở đây có lẽ là nhầm với cái từ là gì? Nhược điểm hay là từ điểm yếu ha. Từ nhược điểm hay từ điểm yếu. Vậy cho nên cái lỗi ở đây là lỗi dùng từ sai về âm về nghĩa. Dùng từ sai về âm về nghĩa. Đáng lẽ là dùng cái từ điểm yếu hoặc là cái từ nhược điểm. Nhưng mà tác giả, người viết là dùng cái từ là gì? Yếu điểm. Nè. Cách đây mấy hôm, cách 2-3 tuần gì đó, cách đây 2-3 tuần hay tháng gì đó, tôi thấy đăng trên mạng xã hội, ha, Zalo, đăng cái bức hình hai cái tượng, rồi chú thích là nắm được yếu điểm của người khác thì sẽ chiến thắng. Các anh chị ở đây có ai nhớ ra cái sự miêu tả của tôi liên quan đến cái gì, cái bức tượng nào đó không? Có để ý trên Zalo không? Hay alo hay Facebook gì đó? Có đăng ha? Có một cái tấm hình, hai bức tượng. Một ông nhấc bổng ông kia lên, một ông thì chúc cái đầu xuống nắm đúng cái của quý của ông kia. Và cái người viết chú thích rằng gì? Khi nắm được yếu điểm của người khác thì bạn có thể chiến thắng. Khi nắm được yếu điểm, cái người viết đó, viết cái chữ yếu điểm đó là sai rồi. Ha? Chúng ta có nhớ đến bức hình đó không? Có ai ở trong chúng ta đây có xem qua cái tin đó trên Zalo hay Facebook gì không? Không hả? Không ai xem. Lâu rồi, khoảng tháng thôi thì có cái bức hình đó, thì cái người chú thích đó là chú thích sai, trong khi đó thiên hạ cứ copy là gì, dán đầy, quăng đầy Facebook của Zalo, quăng đầy Facebook của Zalo với cái từ yếu điểm ha. Cái từ yếu điểm dùng với cái nghĩa là gì, điểm yếu hay là cái nhược điểm của người khác, nắm được cái điểm yếu, nắm được cái nhược điểm của người khác thì chiến thắng. Nhưng mà cái người viết lại dùng sai, người viết dùng sai thì chúng ta thấy là gì, có nghĩa là gì? Yếu điểm nó có nghĩa là điểm quan trọng nha. Điểm quan trọng, điểm chính yếu, điểm chủ yếu. Nó khác với lại nhược điểm, nó khác với lại điểm yếu. Ở đây chúng ta, cái sự thiếu tinh thần đoàn kết này đó là cái nhược điểm hay là cái điểm yếu ha. Còn nếu như
chúng ta vẫn dùng cái nghĩa là yếu điểm là điểm quan trọng, thì chúng ta ở đây có lẽ là bỏ cái từ thiếu đi ha, mà là để cái từ tinh thần thôi. Yếu điểm của chúng ta là tinh thần đoàn kết, được không? Vẫn được ha. À, yếu điểm của chúng ta là tinh thần đoàn kết, có nghĩa là gì? Điểm mạnh của chúng ta là tinh thần đoàn kết, điểm quan trọng của chúng ta là tinh thần đoàn kết. Nếu như chúng ta bỏ cái từ thiếu đi thì cái câu nghĩa của câu nó lại khác. À, nhưng mà chúng ta phải đoán được người viết đang cần cái gì, người viết đang làm cái gì. Chúng ta không thể sửa theo ý của mình được, mà chúng ta sửa theo cái ý của người viết, nương theo ý của người viết. Nếu như các anh chị ở đây đi làm biên tập, hoặc là chúng ta đi dạy cho học sinh, thì chúng ta phải viết câu hay là sửa câu cho học sinh, viết câu sửa câu cho cái người gửi bài á, hay làm biên tập, công tác biên tập á, chúng ta sửa lại, thì chúng ta phải nương theo cái ý của người viết nha. Chúng ta sửa ít nhất có thể, chúng ta sửa cho nó đúng, nhưng mà phải sửa ít nhất thôi, chứ chúng ta đừng có dùng lại nguyên cái câu của mình, đừng dùng cái lời lẽ của mình mà viết lại nguyên một cái câu văn của người khác. Tức là đừng có dùng cái phong cách của mình, đừng có dùng cái chất liệu của mình, mà phải nương theo người ta sai chỗ nào mình sửa một chút thôi, sửa khác thay thế khác. Chúng ta nhớ chưa? Sửa khác mà thay khác, sửa một chút thôi, còn thay là nó khác rồi. Yeah. Chúng ta mang cái điện thoại đi sửa nó khác, mà chúng ta mang cái điện thoại đi thay cái điện thoại khác nó khác. À, chúng ta mang một cái xe ra ngoài đầu đường, chúng ta nhờ cái bác sửa xe, chúng ta nói rằng là gì, bác sửa giùm con cái xe ha, chú sửa giùm con cái xe, chiều về con lấy. Thế chúng ta cũng quên lúc đó không dặn sửa cái gì, cũng không dặn kiểm tra cái gì, mà chúng ta cứ vô tư chúng ta vứt ở đấy, chúng ta chiều chúng ta về chúng ta lấy. À, chú sửa xe, chú nói là gì, à, chú đã sửa, chú đã thay giùm con cái máy với cái khung rồi đó, thì có chấp nhận được không? À, chúng ta đi đem xe đi sửa mà người ta thay cả cái máy cả cái khung, thay cái máy cái khung thì còn là xe của mình nữa không? À, không còn là xe của mình. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta sửa một câu, một bài, à, hẹp là một câu, hẹp là một từ, hẹp là rộng hơn là cả một bài, cho học sinh hay là cho là hay là gì, hay chúng ta làm biên tập, chúng ta sửa bài cho một bài, sửa một bài báo hay một một cuốn sách nào đó, thì chúng ta chỉ sửa những cái gì mà cơ bản nhất thôi nha, chứ không có thay đổi hoàn toàn, miễn sao cho nó đúng lại là được. Thay đổi ít nhất có thể, giữa hai cái sự lựa chọn rằng là sửa, phải sửa hai từ với phải sửa một từ, thì chúng ta sẽ sửa một từ thôi nha, sửa ít nhất có thể. Thay vì chúng ta thêm vào hai từ với thêm một từ thì nên thêm một từ thôi, à, sửa ít nhất có thể, chứ không có sửa nhiều, bởi vì sửa nhiều nó không còn là cái phong cách của người ta nữa, không còn là cái văn của người ta nữa, không còn là cái chất của người ta nữa, mà nó trở thành cái của mình rồi. À, nếu như là học trò thì chúng ta sẽ tạo là cái sự không công bằng cho học trò. Chúng ta sửa một hồi thế bài văn của đứa này nó hay hơn bài văn của đứa kia, đây là không được rồi. À, chúng ta sửa một hồi cái bài báo của anh này hay hơn bài báo của anh kia thì là không chấp nhận được. À, một cái anh viết báo dở mà cứ đưa vào tay của chúng ta sửa dần dần hồi ấy, anh ta trở thành một nhà báo, một nhà báo xịn. Là không đúng với năng lực của anh ta. À, thì chúng ta chỉ cần gì, chúng ta chỉ cần sửa những cái gì cần thiết nhất thôi ha. Sửa là ít nhất có thể, thay đổi ít nhất có thể ha. À, đó là cái việc về chương về dùng từ ha. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái chương tiếp theo, đó là kỹ năng viết câu. Rèn luyện kỹ năng viết câu. Kỹ năng viết câu. Trong cái chương này chúng ta có 4 cái phần ha. Phần thứ nhất là khái quát về câu trong tiếng Việt. Phần thứ hai là yêu cầu về câu trong văn bản. Phần thứ ba là các lỗi viết câu thường gặp. Và cái phần thứ tư đó là bài tập. Nha. Ngoài cái phần bài tập ra thì chúng ta có 3 cái mục chính về lý thuyết. Thứ nhất là khái quát về câu trong tiếng Việt. Chúng ta đưa ra khái niệm, thành phần câu, phân loại câu. Cái mục 1 này, 4.1 này là chúng ta ôn qua một chút thôi. Ôn qua về cái câu trong tiếng Việt. Cái mà chúng ta biết từ tấm bé rồi. Chúng ta nói lại ha, để ai nhắc lại, để qua đó ai ngộ thêm ra được cái gì thì ngộ. À, trên một cái cứ liệu mà đôi khi là
ở tuổi thơ chúng ta hiểu một cách, mà khi mà chúng ta lớn lên chúng ta hiểu một cách, khi về già rồi chúng ta lại hiểu một cách khác, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng hiểu như vậy ha. Cho nên có những thứ mà chúng ta đã biết từ tấm bé rồi, nhưng mà bây giờ nhìn lại thì chúng ta có thể hiểu theo cái cách khác là tùy ha. Cho nên chúng ta cùng ôn lại để mà anh chị có thể hiểu theo cách nào đó, thì tùy anh chị chúng ta để hiểu thêm một chút, hiểu thêm cái cách khác. Sự vật hiện tượng luôn luôn thay đổi khi chúng ta nhìn ở những góc độ khác nhau, ở những thời điểm khác nhau. Bây giờ chúng ta nhìn về câu là ở cái thời điểm chúng ta 30-40 tuổi ha, chứ không phải là nhìn về câu ở cái thời điểm chúng ta 10 tuổi như học sinh tiểu học. Thứ hai, mục 2 là yêu cầu về câu trong tiếng Việt. Có xét theo yêu cầu hướng nội, xét theo yêu cầu hướng ngoại thì câu nó cần đặt ra phải theo những cái yêu cầu gì ha. Và quan trọng nhất vẫn là cái mục số 3 ha, 4.3. 4.3 chúng ta nói đến các cái lỗi viết câu thường gặp. Các cái lỗi viết câu thường gặp cũng giống như hôm trước chúng ta nói đến các cái lỗi dùng từ cần tránh, hay là các cái lỗi dùng từ thường gặp ha, thường gặp nhưng mà lại phải cần tránh nó. Thì chúng ta cũng có cái lỗi viết câu thường gặp phải. Thường gặp phải thì trước hết là lỗi chính tả, lỗi chính tả hay là lỗi dùng từ, thì hai cái này chúng ta đã học nguyên hai chương rồi. Chúng ta đã bàn đến nó trong hai chương rồi ha. Cho nên là ở trong phần này chúng ta nói qua thôi. Nhưng bởi vì là nó là lỗi viết câu, trong câu thì nó có chính tả, có dùng từ cả, cho nên chúng ta phải gộp nó vào cái lỗi viết câu thôi ha. Trong câu có lỗi chính tả, có lỗi dùng từ, cho nên chúng ta phải gộp, phải kể đến hai cái mục này. Tiếp theo là lỗi cấu tạo ngữ pháp, rồi lỗi quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần trong câu không đúng, rồi lỗi về câu sai logic, câu sai quy chiếu, câu mơ hồ, hay là lỗi phong cách. Vậy là chúng ta quan tâm đến 6 cái lỗi tiếp theo này: ngữ pháp, quan hệ ngữ nghĩa, sai logic, quy chiếu, câu mơ hồ, lỗi phong cách. Chúng ta có thêm 6 cái loại lỗi này nữa để chúng ta biết được rằng khi mà đọc một văn bản lên chúng ta phát hiện nó sai chỗ nào, chúng ta sửa lại cho đúng, hoặc là bản thân chúng ta sẽ hạn chế cái mắc lỗi đó. Giống như lại nhắc lại với các anh chị là giống như chúng ta đi ra đường, chúng ta phải nắm được, chúng ta tham gia vào giao thông thì chúng ta phải nắm được các loại lỗi giao thông, nắm được luật giao thông ha, mắc những cái lỗi nào chúng ta phải tránh khi chúng ta tham gia giao thông thì để đỡ bị phạt ha. Hoặc là chỉ cho người khác biết rằng là mày mắc lỗi, mình có con, mình có cháu, thì trước khi nó tham gia giao thông mình phải nhắc nó làm sao để không mắc lỗi. Nó uống rượu uống bia thì bảo nó đừng có đi ra đường nữa, đừng có tham gia giao thông nữa, nó cái lỗi ha, mình phải biết để mà nhắc nó. Thì ở đây chúng ta cũng phải nắm được thêm mấy cái loại lỗi này nữa để mình viết câu cho nó đúng nếu như còn sai. Còn mình đúng rồi thì mình cũng biết cách là mình chỉ cho người khác, những cái cách mình chỉ cho người khác cho nó đúng. Hoặc là khi mình sửa cho người khác thì mình có cái cơ sở để mà sửa ha. Cũng giống như thế là người ta bảo là tại sao mày lại làm như vậy, thì tao làm theo luật, luật nào làm như vậy, luật nào thì phải chỉ ra cái luật đó thì người ta mới chấp nhận, chứ không chỉ ra luật ai ra chấp nhận cho ha. Luật nào cho phép thì mình phải nói là luật nào. Thì cũng như vậy, mình phải chỉ ra được các loại lỗi viết câu, chỉ ra các loại lỗi viết câu để mà sửa cho người khác hay sửa cho chính bản thân mình. Tại vì bây giờ chúng ta đi vào cái mục thứ nhất ha, khái quát về câu trong tiếng Việt. Trước hết là cái khái niệm về câu. Khái quát về câu trong tiếng Việt. Trước hết là khái niệm về câu ha các anh chị. Khái quát về câu trong tiếng Việt. A là khái niệm. Câu là một đơn vị ngôn ngữ do các từ tạo thành hợp nghĩa với nhau.
xét về các cái đơn vị ngôn ngữ mà xét theo truyền thống á, thì người ta có cái đơn vị nhỏ nhất đó là âm vị, rồi đến đơn vị thứ hai là hình vị, đơn vị thứ ba là từ, đơn vị thứ tư là câu. Bốn cái đơn vị đó. Cho nên câu theo như cái quan niệm của ngôn ngữ học truyền thống á, từ hàng nghìn năm trước á, thì câu là cái đơn vị lớn nhất của ngôn ngữ rồi. Câu là cái đơn vị lớn nhất của ngôn ngữ. Nó do các từ tạo thành hợp nghĩa với nhau. Nhỏ hơn câu là từ, nhỏ hơn từ là hình vị, nhỏ hơn hình vị là âm vị. Nếu như anh nhà anh chị nào học, các anh chị ở đây đều học ngoại ngữ cả, thì các anh chị đều biết là hình vị là gì. Âm vị, hình vị chúng ta đều biết cả rồi. Nhỏ hơn câu là từ, nhỏ hơn từ là hình vị, nhỏ hơn hình vị là âm vị. Vậy cho nên là câu thì dĩ nhiên là được tạo thành bởi các từ rồi. Nhưng mà các từ này nó phải hợp nghĩa với nhau nha. Các từ phải hợp nghĩa với nhau này. Các từ phải hợp nghĩa với nhau, chứ các từ mà đứng rời rạc thì nó không thành câu được. Các từ đứng cạnh nhau nhưng mà phải hợp nghĩa với nhau, chứ nó rời rạc thì không thành câu được. Ví dụ như bàn đẹp. Bàn đẹp thì nó là một câu. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói đẹp bàn thì nó chả hợp nghĩa với nhau, không kết hợp gì với nhau về nghĩa cả, thì nó thẳng không thành câu được. Đẹp bàn, đẹp bàn thì nó không được, mà phải bàn đẹp mới được. Các từ nó phải hợp nghĩa với nhau, chứ không phải là đứng mà một cách rời rạc được. Nó có một nghĩa hoàn chỉnh. Câu phải có nghĩa hoàn chỉnh nha các anh chị. Câu phải có nghĩa hoàn chỉnh, chứ không có nói một cái lập lửng lửng lơ, hay là chưa thành một cái nghĩa gì, chưa tạo ra một cái nghĩa gì, chưa có một cái giá trị thông báo nào đó thì không phải là câu. Nó phải có một cái nghĩa hoàn chỉnh. Tức đó là phải như thế nào ra sao rồi. Như thế nào ra sao. Nó phải đưa ra một đối tượng, xong rồi giải thích cái đối tượng đó như thế nào ra sao. Hay là chúng ta hiểu một cách đơn giản là phải có chủ ngữ, có vị ngữ. Phải nói, phải nêu được cái gì và cái đó nó phải như thế nào ra sao. Thì khi đó nó mới thành câu được ha. Kiểu như vậy. Câu phải có một cái ý nghĩa hoàn chỉnh, được cấu tạo theo một quy tắc ngữ pháp nhất định. Quy tắc ngữ pháp nhất định, tức là quy tắc về câu đơn, câu ghép, câu phức. Câu bao giờ cũng có tính tình thái. Tính tình thái tức là cái sự khen chê trung tính, hay là cái trạng thái tình cảm ở trong này có tính tình thái. Chức năng của câu là thông báo. Thông báo tức là cho chúng ta biết một điều gì đó. Chức năng của câu là thông báo, có nghĩa là sẽ cho chúng ta biết một điều gì đó ha. Chức năng của câu là thông báo. Đó là cái khái niệm về câu nghe. Những cái ví dụ thôi bỏ qua ha. Câu thì chúng ta lấy ví dụ gì trở thành câu được. Trời mưa đất to cho chúng ta biết là trời mưa như thế nào, trời như thế nào, trời đang mưa. Trời như thế nào? Trời mang mưa. Mưa như thế nào? Mưa rất to. Vân vân. Bỏ qua ha. Chúng ta sang cái tiếp theo. Thành phần câu. Thành phần câu ha. Thành phần câu. Khi nói đến thành phần câu á, thì từ trước đến nay các anh chị liệt kê ngay là nào là chủ ngữ, nào vị ngữ, là trạng ngữ hay là bộ ngữ gì đó vân vân. Nhưng mà khi nhắc đến thành phần câu thì từ bây giờ nha, các anh chị nhớ cho thế này. Khi nói đến thành phần câu thì chúng ta phải nhớ đến là thành phần chính và thành phần phụ ha. Khi nhắc đến thành phần câu là chúng ta phải nhớ trong đầu nó là phải có chính với phụ nghe. Chính với phụ bây giờ thế.
chính. Thành phần chính. Khi nhắc đến thành phần câu, chúng ta phải nhớ trong đầu mình phải chia ra trước hết là hai loại, một loại chính, một loại phụ. Cái đã mục đích của chia ra chính phụ để làm gì các anh chị biết không? Để chúng ta biết được là câu này nó đúng hay là chưa đúng. Biết được nó đúng hay là nó chưa đúng, viết như vậy nó đủ hay là chưa đủ. Thành phần chính và thành phần phụ. Bởi vì sao? Bởi vì một câu, trong một câu á, bao giờ nó cũng phải cần đầy đủ thành phần chính. Còn cái thành phần phụ là thành phần có càng tốt, càng đẹp, mà không có thì cũng chẳng sao hết. Cái phụ là cái gì? Có cũng tốt, mà không có cũng không sao. Nhưng cái chính là cái bắt buộc phải có, không có là không được, không có là không chấp nhận được. Đó. Cho nên chúng ta phải nhận diện, chúng ta phải biết được cái gì chính, cái gì phụ. Đó là cái chuyện ở đời thôi ha. Các anh chị ở đây chắc lớn hết rồi nên cũng biết được cái điều, cái chân lý đó ha. Anh chị ở đây lớn hết rồi cho nên hiểu được cái chân lý rằng là cái gì chính thì mình tập trung, còn cái gì phụ là cái con được chả con chả sao cả. Chính là cái cần ha. Tùy từng giai đoạn của cuộc sống chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề gì chính. Và cái chính đó là cái chúng ta đặt ra và chúng ta phải đạt tới, còn những cái phụ có cũng được, không có cũng chả sao. Cho nên là câu muốn viết đúng thì phải đủ thành phần. Và thành phần ở đây là thành phần chính trước. Thành phần chính thì nó có hai cái, đó là chủ ngữ và vị ngữ ha. Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai. Ai ở đây không phải là chỉ đơn là thần là con người ha. Chúng ta biết rằng là ai ở đây không chỉ đơn thuần là con người, mà ai ở đây là tất cả những sự vật hiện tượng được đưa ra. Cái gì chúng ta đưa ra thì đó chính là chủ ngữ. Chúng ta đưa ra là cái bàn thì cái bàn là chủ ngữ ha. Cái bàn này đẹp thì cái bàn là chủ ngữ ha. Cái bàn đẹp thì cái bàn là chủ ngữ. Con chó đẹp, con chó là chủ ngữ. Anh chàng kia đẹp thì anh chàng đó là chủ ngữ ha. Chủ ngữ có thể là con vật, có thể là đồ vật, có thể là con người, cũng có thể là một sự việc, có thể là một hành động. Tất cả những cái gì được đưa ra thì cái đó là chủ ngữ. Một sự việc, ví dụ như thế là Tổng thống Mỹ Biden đến thăm Việt Nam, đó là một sự việc. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, đó là sự việc. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đã thúc đẩy quan hệ ngoại giao của hai nước. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đã thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiến lên một nấc thang mới chẳng hạn. Thì cái chuyến thăm đó nó là gì? Chuyến thăm đó nó trở thành chủ ngữ ha. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ trở thành chủ ngữ, nó là một cái sự việc chứ không phải là gì, chứ không phải là đơn thuần là con người không, ai nữa ha. Hành động cũng có thể là chủ ngữ được. Ví dụ như thế là gì, đánh nhau hay là đấm đá hay là ăn hay là ngủ. Ngủ là tốt, ăn là no. Thế ăn ngủ ở đây có là chủ ngữ ha. Cho nên tất cả những gì chúng ta đưa ra thì cái đó là chủ ngữ ha, chứ không phải là ai là con người đâu ha. Ai ở đây không phải đơn thuần là con người, mà tất cả những gì chúng ta đưa ra thì là chủ ngữ ha. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi như thế nào ra sao, tức là quay lại giải thích cho cái chủ ngữ ha. Quay lại chủ ngữ giải thích cho chủ ngữ ha. Ví dụ như cười là vô duyên, cười là có duyên thì cái vô duyên hay có duyên này thì quay lại giải thích cho cười. Đẹp xấu thì quay lại giải thích cho cái chủ ngữ đằng trước là bàn đẹp hay là mèo đẹp hay là chim đẹp hay là gà đẹp.
Thì đẹp rồi quay lại giải thích cho chủ ngữ vậy thôi. Thì cái vị ngữ nó quay lại nó giải thích cho chủ ngữ ha. Chủ ngữ như thế nào ra sao? Quay lại chủ giải thích cho chủ ngữ. Đó là thành phần chính ha. Thành phần chính như tôi nhắc lại với anh chị là cái không thể thiếu ở trong câu. Nếu như chúng ta thiếu thì sẽ là câu sai. Thiếu là câu sai. Trừ trường hợp nó là gì? Nó có rồi nhưng mà nó khuyết đi, hoặc là người ta ngầm hiểu thì được ha. Người ta ngầm hiểu cũng giống như bây giờ chúng ta có một, để thành lập một gia đình, để lập ra một gia đình thì chúng ta cần hai cái thành phần gì? Hai thành phần gì để ra một gia đình? Bắt buộc phải có hai thành phần gì? Thành phần chính bao gồm hai yếu tố gì? Hai yếu tố gì hay gì? Chị Phượng, thấy chị Phượng lẩm nhẩm rồi. Chị Phượng lập gia đình chưa? Dạ chưa à thầy. Nếu mà chị Phượng lập gia đình thì cần hai yếu tố gì? Một gia đình mới dạ, được lập. Cha mẹ và con cái hả? Cha mẹ và con cái hả thầy? Để tạo ra một gia đình nhỏ thì cần dạ. Yếu tố đầu tiên, hai yếu tố chính là cần là cái gì các anh chị? Chị Phượng chưa lập gia đình ha? Một nam một nữ. À, cần một nam một nữ, đó là yếu tố chính rồi. Một vợ một chồng ha, có vợ với có chồng là thành gia đình rồi. Có vợ có chồng là thành gia đình rồi, chưa có con vẫn là gia đình, mà có thêm ông bà nữa thì càng tốt. Nhưng mà để tạo ra một gia đình mới thì phải gì? Bắt buộc phải có vợ với chồng. Có ai một mình đi lập gia đình không? Chắc bị khùng quá hả, đúng không? Không có thể nói là gì, chúng ta có thể, không thể nói là em mới lập gia đình mới đó. Lập gia đình với ai vậy? Không, em ra em mua một nghìn hecta, em xây một cái biệt phủ, thuê 500 người làm, thuê 500 người lái xe, 500 người giúp việc, vậy là em có một gia đình rồi. Có chưa? Chưa có gia đình ha. Chưa có gia đình. Bạn Ngọc Yến có ý kiến gì không? Dạ thưa thầy, nếu mà có một mẹ một con thì có gọi là gia đình không thầy? cái này thì chúng ta lại xét đến cái khác người nghe. Nhưng mà trước hết là gì? Trước hết để lập một gia đình nha, thì theo một cách truyền thống từ trước đến nay chúng ta thấy là gì? Cần có một vợ một chồng cái đã ha. Rồi một vợ một chồng đó sinh con đẻ cái, sinh con đẻ cái ha. Rồi nhỡ mai cái người chồng mà đi chiến tranh hay đi đâu đó không về nữa, gia đình nó khuyết khuyết một cái thành phần nó có thể là khuyết chủ ngữ, khuyết vị ngữ gì đó ha. Khuyết chủ ngữ, khuyết vị ngữ gì đó nhưng mà chúng ta vẫn hiểu rằng vậy, gia đình đó bị khuyết ha, bị thiếu. Còn trường hợp là gì? Một người mẹ đơn thân trong cái trường hợp xã hội mới này thì thôi chúng ta cũng chấp nhận được, chấp nhận ở cái chỗ là gia đình được. Nhưng mà có lẽ là gì? Khi đó là gì? Khi đó phải có con rồi nhá. Khi đó phải có con rồi và xã hội người ta ngầm hiểu và người ta thông cảm cái chuyện đó nhá. Cái quyền lợi của mỗi con người mà. Cho nên là bây giờ nếu như một mẹ một con ở riêng với nhau thì người ta cũng coi là một gia đình. Thì cũng có những cái trường hợp chúng ta thấy là câu khuyết chủ ngữ nhưng chúng ta hiểu là gì? Nó vắng cái chủ ngữ đó đi và chấp nhận được chủ ngữ đó là cái gì. Vắng cái chủ ngữ đi và chấp nhận cái chủ ngữ là gì? Người ta không muốn nói ra cái chủ ngữ đó, không muốn dùng cái chủ ngữ đó, không muốn sử dụng cái chủ ngữ đó, hoặc là trong trường hợp đó không cần thiết sử dụng cái chủ ngữ đó, chủ ngữ nó liên đới đến cái câu đằng trước rồi chúng ta chấp nhận được. Cho nên là nếu như mà một mẹ một con thì ok, cũng không sao cả. Nhưng còn gì, ít ra cũng có hai yếu tố để tạo nên gia đình. Một mình thì không tạo được, mặc dù là gì, mặc dù mình bây giờ một mẹ là bây giờ là trở thành yếu tố chính, còn con thì trở thành yếu tố phụ. Yếu tố chủ ngữ và yếu tố vị ngữ ha, chắc có lẽ là mẹ là thay thế cho cả chủ ngữ cả vị ngữ luôn. Mẹ là thành phần chính, hai trong một luôn ha, cả chủ ngữ cả vị ngữ luôn trong cái trường hợp này. Nếu như gia đình này là gia đình gì, gia đình đơn thân, mẹ đơn thân, nhưng mà phải có con nữa đấy nha, chứ một mình thì chắc không ai chấp nhận là gia đình đâu. Chúng ta nói như vậy để chúng nói vui như vậy để chúng ta khắc sâu trong đầu rằng là gì,
nếu như viết một câu đúng thì chúng ta phải chú ý đến cái thành phần chủ ngữ vị ngữ cho nó có nghe nha. Còn nếu không có là nó là câu sai đó. Còn trong trường hợp cụ thể như thế nào phải xét tiếp, nhưng mà ít nhất ra là ấn tượng nó đập vào đầu chúng ta là phải có chủ ngữ vị ngữ cho nó đúng. Rồi, thành phần phụ. Thành phần phụ của chúng ta có những loại thành phần phụ như thế này. Chúng ta có trạng ngữ. Ví dụ như hôm nay tại Sài Gòn. Trạng ngữ có thể là chỉ thời gian, có thể là chỉ nơi chốn, cũng có thể là chỉ cái điều kiện, vân vân. Ví dụ như lúc nãy chúng ta nói là khi còn là một cậu học sinh trung học, khi còn là một cậu học sinh trung học, thì cái đó cũng là trạng ngữ thôi. Thì trạng ngữ nó có thể là chỉ thời gian, chỉ nơi chốn, chỉ cách thức, chỉ cái vai trò vị trí vân vân. Nhưng mà phổ biến là chúng ta thấy rằng gì, nó chỉ cái thời gian và nơi chốn. Và chúng ta hiểu một cách nôm na như thế này, trạng ngữ là cái làm cái bối cảnh, cái điều kiện cho chủ ngữ nó xuất hiện. Bao giờ cũng làm cái bối cảnh, cái điều kiện, cái tiền đề cho chủ ngữ nó xuất hiện, thì cái đó chính là trạng ngữ. Làm bối cảnh là tiền đề, làm bối cảnh, làm tiền đề, làm điều kiện cho chủ ngữ xuất hiện. Sau trạng ngữ, chủ ngữ nó sẽ xuất hiện, thì cái trạng ngữ nó là làm bối cảnh, làm cái tiền đề, cái điều kiện cho chủ ngữ nó xuất hiện. Chúng ta hiểu một cách dễ dàng như vậy đi. Cái điều đó thì từ trước đến nay chúng ta hiểu rồi, ai chúng ta cũng biết. Nhưng có một điều rằng gì, chúng ta có thể là chưa rõ, đó là gì? Cái trạng ngữ này nè, cái trạng ngữ, cái thành phần trạng ngữ này, nó hay làm chúng ta nhầm với cái thành phần chủ ngữ. Hay làm chúng ta nhầm với thành phần chủ ngữ và nghĩ rằng đó là thành phần chủ ngữ rồi. Vậy cho nên là chúng ta không viết thêm cái chủ ngữ nữa và câu trở thành câu thiếu thành phần chủ ngữ. Và thiếu thành phần chủ ngữ thì nó sẽ là câu sai. Ví dụ như khi tôi còn là hạt bụi đã lên đường đi xa. Các bạn nghe cái câu đó quen thuộc không? Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên đường đi xa. Người đó mới là chủ ngữ được. Khi tôi còn là hạt bụi đã lên đường đi xa. Chúng ta bị nhầm nhầm rằng là cái trạng ngữ với cái chủ ngữ. Rất nhiều bạn viết câu mà nhầm trạng ngữ với chủ ngữ. Cứ tưởng là gì? Viết đến như vậy là người ta hiểu chủ ngữ là cái gì rồi, nhưng mà thực ra chưa có chủ ngữ trong đó và câu đó là câu sai. Tôi đọc bài là tôi thấy miết, là gặp miết những cái trường hợp là chưa có chủ ngữ, mới viết được cái trạng ngữ đã đến vị ngữ ngay. Thì chúng ta sẽ lưu ý ở cái trạng ngữ nghe, lưu ý ở cái trạng ngữ rằng là nó sẽ làm chúng ta nhầm với lại chủ ngữ đó. Nhớ ở cái chỗ này nha, để bữa sau để hôm sau á, khi chúng ta nói về cái lỗi viết câu sẽ có cái tiết mục này và nó nhầm như thế nào thì phần hôm sau chúng ta sẽ nói cụ thể hơn. Cái tiếp theo là cái đề ngữ. Đề ngữ hay chúng ta còn gọi là hô ngữ ha. Đề ngữ hay còn gọi là hô ngữ. Đề ngữ hay còn gọi là hô ngữ ha. Đề ngữ trong trường hợp này là thuốc. Đề ngữ chứ không phải là chủ ngữ đâu nghe. Đề ngữ là cái đưa ra nhưng mà nó không phải là chủ ngữ ha. Nó đặt ra, nó hô lên. Nhưng mà sau là gì? Thực ra là để nhấn mạnh thôi. Ví dụ tôi không hút thuốc. Tôi không hút thuốc. Nhưng mà để cái từ thuốc lên trên để làm gì? Nhấn mạnh nó thuốc. Tôi không hút. Tôi là chủ ngữ. Tôi không hút thuốc vậy thôi. Tôi không hút thuốc nhưng mà muốn nhấn mạnh cái chuyện đó nên mới nói là thuốc. Tôi không hút. Hay là tiền. Tôi không có. Tiền. Tôi bao la. Anh chị nào nói là tiền. Tôi bao la. Nghĩa là tôi rất là nhiều tiền. Nhưng mà nói như vậy nó không gì. Nó không nhấn mạnh, không đặc biệt. Cho nên phải hô lên một tiếng nè. Tiền. Tôi bao la. Tiền. Tôi rất nhiều. Kiểu như vậy ha. Tình. Thì sao đó ha. Tình thì tôi cũng gì. Tình. Tôi không thiếu.
ví dụ như vậy. Nhấn mạnh nha, tôi không thiếu tình cảm, tôi không thiếu tình yêu nha. Cho nên là tiền thì tôi cũng rất là nhiều mà tình cũng không thiếu, kiểu là nhấn mạnh ha, nhấn mạnh. Cái đó người ta gọi là đề ngữ ha, đề ngữ. Đôi khi đề ngữ còn đưa lên trên làm cái hô ngữ, làm cái thán ngữ. Ôi chấm cảm, tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng? Ôi chấm cảm, tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng? Cái thành phần, cái từ ôi đó nó là gì? Thành phần là đề ngữ, hô ngữ, tiếng gọi. Hay là ơi những bông trăng trắng, ơi những bông trăng vàng, ơi những bông trăng trắng, ơi những bông trăng hồng, như tấm lòng em trong trắng thủy chung, như tấm lòng em đẹp màu đỏ thắm. Thì cái đó gọi là hô ngữ. Ơi ô, anh chị nào, ô kìa, ô kìa, ai như cô thắm, vân vân ha. Thì cái tình trạng cái gọi là hô ngữ. Liên ngữ, liên là liên kết ha. Liên ngữ là cái từ dùng để nối cái này với cái kia. Và tuy nhiên, vì vậy, cho nên, thành phần phụ ha, liên ngữ. Và vì vậy, cho nên, vân vân. Và tuy nhiên, vì vậy, cho nên. Chẳng những mà còn, nhưng. Vân vân. Gia ngữ. Gia ngữ, thành phần gia ngữ này là một cái thành phần cũng quan trọng trong câu này. Nó là thành phần phụ nhưng mà chúng ta phải lưu ý nó. Gia ngữ là cái thành phần giải thích thêm thôi. Nó không giải thích rõ như chủ ngữ nha. Xin lỗi, nó không giải thích rõ như vị ngữ. Nó không giải thích rõ. Rõ tới mức như thế nào ra làm sao như vị ngữ. Nhưng nó có cái ý rằng giải thích thêm. Mà giải thích thêm cho chủ ngữ này. Cái chúng ta trong cái ví dụ này, chúng ta có bạn Hương là thành phần chủ ngữ. Sau bạn Hương này, cái dấu phẩy này, lớp trưởng lớp tôi này, nó thành phần gia ngữ. Gia ngữ này nó hạn định thêm, giải thích thêm cho bạn Hương này, để cho chúng ta biết cái bạn Hương này là bạn Hương nào. Bạn Hương này là bạn Hương nào để phân biệt với những bạn Hương khác. Rồi bạn Hương này như thế nào ra làm sao thì mới tính sau. À, gia ngữ hay còn gọi là giải thích ngữ, hay là còn gọi là giải ngữ. Gia ngữ, giải thích ngữ, giải ngữ ha. Bằng những cái từ như vậy là chúng ta hiểu được bản chất của nó là gì. Gia ngữ, giải thích ngữ hay là giải ngữ. Nó gia cố thêm à, hay là nó giải thích thêm cho chúng ta thôi. Nó hiểu như vậy ha. Gia ngữ, giải thích ngữ hay là giải ngữ. Gì? Trong ví dụ này nhắc lại ha, chúng ta có chủ ngữ là bạn Hương này. Chúng ta có cái gia ngữ là lớp trưởng lớp tôi này. Thì cái thành phần lớp trưởng lớp tôi này, nó là cái gia ngữ để giải thích thêm cho bạn Hương này. Bởi vì trên đời này có rất nhiều bạn Hương, chúng ta biết bạn Hương nào đâu. À, ví dụ như thế là tôi cầm một cây viết lên. Tôi nói là cây viết này là bạn Hương tặng tôi. Thế thì các bạn hỏi, ồ các bạn, bạn Hương này là ai trời? Ông này tự dưng ông nói bạn Hương tặng ông, ai biết là ông nói ai. Thế thì nếu như mà tôi nói là cây viết này bạn Hương, bạn học cùng với tôi tặng tôi. Cây viết này bạn Hương, bạn học cùng với tôi tặng tôi cây viết này. Vậy thì các bạn biết được rằng là bạn Hương này là ai rồi. Chứ giờ bây giờ tôi nói là gì, bạn Hương tặng tôi cây viết này. Bạn Hương tặng tôi cây viết này. Vậy thì tự nhiên các bạn bảo, ủa cái ông này ông nói đến bạn Hương nào trời. Bạn Hương này có chung với mình không ta? Mình gặp bạn Hương này đâu, ở đâu rồi mà ông nói là bạn Hương ta? Ông phải nói rõ bạn Hương là bạn Hương nào chứ, tự nhiên ông nói cây viết này cho bạn Hương. Bạn nào lại hỏi gì? Bạn nào, ủa thầy có cây mắt kính ở đâu mà trông buồn cười vậy? Tôi trả lời là bạn Hương tặng tôi á. Thế mọi người sẽ thắc mắc, ủa cái bạn Hương này là bạn quái nào trời. Đáng lẽ là thầy phải nói là cái mắt kính này
mua ở đâu đó cho nó cụ thể, hoặc là cái con người vợ bạn tặng hay là vợ thầy tặng hay người yêu bạn ta thầy tặng hay là gì đó, chứ tự dưng nói bạn Hương, biết bạn Hương nào trời. Nhưng mà nếu vậy thì tôi nói là bạn Hương làm cùng cơ quan tặng tôi, chứ thì tự nhiên cái làm cùng cơ quan đó nó sẽ hạn định thêm cho cái bạn Hương đó. Thì cái thành phần gia ngữ là như vậy, cái thành phần gia ngữ để giải thích thêm hạn định thêm cho chủ ngữ, để chúng ta phân biệt được chủ ngữ này không lộn với những cái chủ ngữ khác. Bạn Hương này trưởng lớp tôi, chứ không phải là bạn Hương gì ngoài đường ngoài chợ, hay là bạn Hương ở karaoke, hay là bia ôm, hay là hộp đêm, hay là bộ ngoại giao, hay là văn phòng chính phủ, hay là quốc hội, mà bạn Hương này là lớp trưởng lớp tôi ha, để nhận định. Thì cái thành phần gia ngữ á, nó được đánh dấu bằng cái gì? Nó được hay được để sau dấu phẩy là một này, được đặt trong ngoặc đơn là hai này, được gì? Được đặt ở trong cái dấu gạch ngang, gạch ngang nó ra để giải thích. Chúng ta có thể thay cái dấu phẩy này nè bằng dấu gạch ngang. Bạn Hương lớp trưởng lớp tôi rất xinh đẹp. Đó, rất xinh đẹp này mới là gì? Thành phần vị ngữ này. Còn lớp trưởng lớp tôi này nó mới là gì? Thành phần gia ngữ thôi. Có thể dùng dấu gì? Dấu gạch ngang. Cũng có thể dùng dấu gì? Dấu ngoặc đơn. Bạn Hương lớp trưởng lớp tôi rất xinh đẹp. Và cũng có thể dùng dấu gì? Dấu phẩy. Bạn Hương lớp trưởng lớp tôi rất xinh đẹp. Chúng ta có thể dùng dấu phẩy, dấu gạch ngang, hoặc là dấu ngoặc đơn để mà chứa cái gia ngữ ha. Thành phần tiếp theo là tình thái ngữ. Nhắc lại thêm chút nữa là cái gia ngữ này, cái gia ngữ này nó hay làm chúng ta nhầm với thành phần vị ngữ các anh chị, làm chúng ta nhầm với thành phần vị ngữ, bởi vì nó cũng giải thích mà. Nó cũng là cái thành phần giải thích, cho nên là chúng ta nghĩ chúng ta sẽ bị nhầm với lại cái thành phần chúng ta sẽ nhầm với thành phần vị ngữ nhé. Và chúng ta thường viết câu mà chưa có vị ngữ mà nghĩ nó là vị ngữ rồi. Đó, ví dụ như bạn nào viết là bạn Hương là lớp trưởng lớp tôi, ý của bạn nó là như vậy, thì ở đây là câu này nó đầy đủ rồi nè, có động từ là rồi nè, thì nó là gì? Thì nó là thành câu rồi đó. Có động từ là thì thành câu rồi, là thành câu. Bạn Hương là lớp trưởng lớp tôi, vậy thì bạn Hương là chủ ngữ, là lớp trưởng lớp tôi là vị ngữ. Nhưng mà bạn đó viết vụng về, bạn đó đánh dấu phẩy thôi, thì thành câu sai, ngay lập tức là thành câu sai. Còn nếu như bạn Hương là, bạn Hương là lớp trưởng lớp tôi là, thì lại câu đúng ha, có động từ là. Cả cái này là vị ngữ, giải thích rõ rồi. Nhưng bạn Hương phẩy một cái thì nó mới là thành phần gia ngữ thôi. Cho nên trong câu rất nhiều ha, rất nhiều người nhầm cái thành phần gia ngữ này với vị ngữ. Khi mà để ý đến cấu trúc câu, để mà sửa câu á, thì chúng ta cũng lưu ý cái thành phần gia ngữ này nhé. Bởi vì rất nhiều người nhầm cái thành phần gia ngữ với vị ngữ. Đó, nên là các anh chị phải chú ý nha. Do người ta viết vụng, do cái tư duy của người ta không mạch lạc, cho nên người ta nhầm gia ngữ với lại vị ngữ. Và nhiệm vụ của chúng ta phải tách nó ra làm đôi. Hoặc là biến cái gia ngữ đó thành cái vị ngữ cho dùm cho người ta. Hoặc là chúng ta tách nó ra làm đôi, hoặc là phải biến nó thành vị ngữ. Biến cái gia ngữ thành vị ngữ, hoặc là tách nó ra, một nửa là gia ngữ, một nửa là vị ngữ cho dùm cho người ta. Rất nhiều người nhầm cái trường hợp này nghe. Cho nên là trong thành phần phụ của câu, chúng ta phải nhớ thêm một cái nữa là gia ngữ là cái thành phần rất là quan trọng, hay làm cho chúng ta nhầm khi mà cấu trúc câu á, khi viết câu sai là nhầm và dẫn đến sai về cấu trúc câu. Tiếp theo là tình thái ngữ. Tình thái ngữ ha,
Cha ơi, trời đất ơi, lạy trời, lạy Chúa, lạy Phật, lạy cha, lạy mẹ, cha mẹ ơi, người yêu ơi, vân vân. Tình thái ngữ để nói lên cái trạng thái của chúng ta, cái tình cảm của chúng ta hay cái thái độ của chúng ta đối với trong cái câu nói của chúng ta, cái câu nói đó thì chúng ta có cái thái độ gì qua cái tình thái ngữ mà chúng ta bộc lộ với thái độ. Hết thành phần phụ ha, thành phần phụ có 5 cái thành phần phụ ha, nhưng mà quan trọng nhất là trạng ngữ với lại gia ngữ nha anh chị. Trạng ngữ làm chúng ta nhầm với lại chủ ngữ, gia ngữ làm chúng ta nhầm với vị ngữ ha. Rồi chúng ta đi sang cái phân loại câu. Phân loại câu thì người ta có thể phân loại câu theo theo mục đích nói và phân loại câu theo cấu trúc. Phân loại câu theo mục đích nói thì chúng ta có câu cầu khiến hay là câu, chúng ta có câu câu khẳng định, câu hay là còn gọi là câu trần thuật ha. Chúng ta có câu cầu khiến hay là còn gọi là câu hỏi, câu mệnh lệnh ha. Chúng ta có câu cảm, vân vân. À, nhưng mà phân loại câu theo cấu trúc thì chúng ta sẽ có câu đơn, câu phức và câu ghép. Ở đây chúng ta xét theo phân loại câu theo cấu trúc để làm gì? Để chúng ta hạn chế cái mắc lỗi khi viết câu. Để hạn chế mắc lỗi khi viết câu thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái cấu trúc của câu ha. Vì vậy chúng ta phân loại câu theo cấu trúc thì có câu đơn. Câu đơn thì có câu đơn bình thường. Câu đơn bình thường nó có một cụm chủ vị thôi, có một chủ ngữ, một vị ngữ thì chúng ta gọi là câu đơn bình thường. Chúng ta có loại thứ hai là câu đơn đặc biệt. Câu đơn đặc biệt thì không phân định cái thành phần câu. Câu đơn đặc biệt này không phân định thành phần câu. Câu đơn đặc biệt là không phân định thành phần câu ha. Tức là nó là cái loại 2 trong 1, 3 trong 1 đó. Chúng ta hay gọi là dầu gội 2 trong 1, dầu gội 3 trong 1 gì đó. Hay là kem dưỡng da 3 trong 1, 4 trong 1 gì đó. Thì cái câu đơn đặc biệt là cái loại không phân định thành phần. Không phân định thành phần. Tức là trong đó không có chia ra chủ ngữ ở đâu, vị ngữ ở đâu hết. Nó gộp ở trong đó cả. Và cái câu đơn đặc biệt này thường được cấu tạo bởi một từ thôi. Có một từ cũng thành câu. Một cụm từ và đi kèm một ngữ điệu đặc biệt. Thường nó đi kèm một cái ngữ điệu đặc biệt hay là một cái ngữ cảnh đặc biệt. Ví dụ như bây giờ các anh chị nhìn ra ngoài trời và các anh chị nói mưa. Nhìn ra ngoài trời chúng ta nói nắng. Vậy thì mưa nắng đó, chỉ cần thốt lên một từ mưa nắng ở đó thôi thì mưa hay nắng nó chính là một câu rồi. Chúng ta đâu có cần phải nói một cách rườm rà là ô kìa ông trời đang làm mưa. Chúng ta cũng đâu cần nhìn ra ngoài trời và nói là trông kìa ông trời đang làm nắng rất vàng, hay trông kìa ông trời đang tỏa nắng rất vàng. Đâu có cần thiết phải nói như vậy. Chúng ta nhìn ra ngoài và chúng ta cần nói nắng. Chúng ta nhìn ra ngoài chúng ta có thể nói là mưa. Vậy nó thành câu rồi. Từ mưa, từ nắng có thể thành câu được. Thì khi đó mưa, nắng nó là không phân định thành phần câu rồi.
Chủ ngữ trong đó có, vị ngữ trong đó có. Mưa, chúng ta biết đối tượng nào làm ra mưa. Nắng, chúng ta cũng biết đối tượng nào làm ra nắng. Hoặc là nếu như chúng ta coi nắng là một động từ thì chúng ta biết được rằng là gì? Ai làm ra nắng? Ai đang là ai đang tỏa nắng? Ai đang nắng? Ông trời nắng còn ai nữa? Trời làm chủ ngữ, nắng là vị ngữ. Hoặc là nếu như chúng ta coi nắng là chủ ngữ thì nắng như thế nào ra làm sao chúng ta biết? Nắng có màu gì chúng ta biết? Mưa có màu gì chúng ta biết? Tất cả nó gộp vào đó rồi. Tất nhiên là không cần phần phân biệt nhỏ như chúng ta nói rồi. Nhưng nó phải là gì? Nó phải là một cái trường hợp đặc biệt ở cái chỗ là có một cái ngữ cảnh hay là một cái ngữ điệu để người ta phân định nó. Tất cả chúng ta đều tri nhận được nắng là như thế nào, mưa là như thế nào. Còn nếu như anh chị nào nói là bàn, tôi nói một từ bàn hoặc là nói một từ sách, vậy thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi, ủa sách là gì vậy? Ai làm ra sách vậy? Sách như thế nào vậy? Vậy thì nó không thành câu đơn đặc biệt được. Bây giờ tôi nói sách, thế anh chị nói là sách gì? Sách màu gì? Ai làm ra sách? Sách của ai? Chúng ta không thể biết được những thông tin đó. Và tất cả mọi người đều đặt ra những cái thông tin khác nhau được về cái từ sách. Trong khi đó, bây giờ chúng ta nói nắng một cái thôi, là hầu hết chúng ta đều tri nhận nắng là gì? Nắng do ai làm ra? Tất cả mọi người đều biết được nắng là do ông trời làm ra. Nắng có màu gì ai cũng biết cả. Cho nên nó mới thể đặc biệt thành câu đơn đặc biệt được, không cần phân định. Còn nếu như chúng ta nói từ nhà thôi, bây giờ nói từ nhà thì ai biết được là nhà này nhà của ai, nhà to, nhà thấp, nhà cao, nhà rộng như thế nào, nhà tranh, nhà ngói, nhà lầu như thế nào, ai biết được? Thì nó không đồng nhất một cái tri nhận, cho nên nó không thành câu đơn đặc biệt được. Còn tất cả chúng ta đều tri nhận được nó là gì, thành câu đơn đặc biệt. Ví dụ như này, mở đầu tác phẩm anh Sẩm ha, Nguyễn Công Hoan viết gió, mưa, não nùng. Vì gió, mưa ở đây chúng ta thấy nó là một từ, nhưng mà nó là một câu và một đoạn luôn. Gió, mưa, não nùng. Gió, mưa ngay là chúng ta biết là ai làm ra gió, mưa, ai làm ra mưa. Thì nó có thể trở thành một câu trong một cái ngữ cảnh đặc biệt. Thì cái câu đơn đặc biệt nếu đặt trong ngữ cảnh đặc biệt hay được dùng trong văn chương nghệ thuật thôi, chủ yếu là dùng trong văn chương nghệ thuật hay là dùng trong cái lời nói hàng ngày của chúng ta, hoặc là dùng để đặt gì, đặt tiêu đề, đặt tựa đề. Câu đơn đặc biệt dùng để đặt tựa đề, đặt tiêu đề thôi, chứ còn bình thường trong văn bản hành chính, trong văn bản khoa học người ta không dùng. Trong văn bản hành chính, trong văn bản khoa học người ta không dùng. Mà chỉ dùng trong văn bản nghệ thuật hay văn bản báo chí thôi. Gió, mưa, ai cũng biết gió ở đâu ra. Gió ở đâu ra ai cũng biết ha. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Xuân Quỳnh có biết gió bắt đầu từ đâu không anh chị? Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Anh chị nhớ câu thơ đó không? Vậy theo các anh chị thì Xuân Quỳnh có biết gió bắt đầu từ đâu không? Biết không? Căn cứ vào câu thơ đó thì theo anh chị là Xuân Quỳnh có biết gió bắt đầu từ đâu không? Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Căn cứ vào câu thơ đó thì đố anh chị là Xuân Quỳnh có biết sóng bắt đầu, gió bắt đầu từ đâu không? Anh chị nào thử nói coi. Có hay không nè? Xuân Quỳnh biết hay không biết nè? Yes, no thôi. Thì không biết ạ. Không biết. Sai rồi. Em nghĩ đây là câu hỏi tu từ của thầy. Câu hỏi tu từ, đúng là câu hỏi tu từ. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu?
dừng lại ha, không, dừng lại rồi. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Đó, hai cái dòng thơ nó liền mạch với nhau. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Dừng lại. Xong rồi Xuân Kình mới ngập ngừng mới nói tiếp. Em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Em cũng không biết nữa là không phải là trả lời cho cái sóng bắt đầu từ gió đâu, nhưng mà là nói cái câu tiếp theo đó. Em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Khi nào ta yêu nhau em cũng không biết nữa. Đó, xui của cái câu này là như vậy. Em cũng không biết khi nào ta yêu nhau. Đó. Nên là sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, dĩ nhiên là Xuân Quỳnh biết rồi, học sinh cấp 2, 3 biết hết rồi mà. Xuân Quỳnh cũng tốt nghiệp phổ thông đàng hoàng chứ, nên Xuân Quỳnh biết được là sóng thì bắt đầu từ gió, còn gió là bắt đầu từ sự thay đổi áp suất, thay đổi nhiệt độ. Học sinh cấp 2, tốt nghiệp phổ thông cũng biết mà, Xuân Quỳnh có tốt nghiệp phổ thông rồi mà. Cho nên Xuân Quỳnh sẽ ngập ngừng lại ở chỗ đó. Tức là mọi hiện tượng tự nhiên đều có thể lý giải được, nhưng mà tình yêu thì sao? Thì không lý giải được. Tình yêu bắt đầu từ không biết được, bắt đầu khi nào không biết được. Đó. Nên Xuân Quỳnh đưa ra hai cái lập luận như vậy ha, giữa lý trí và tình cảm như vậy thôi. Ý là như vậy đó. Nhưng mà mắc cười lắm á, hồi nhỏ tôi đi học phổ thông á, cô tôi dạy vẫn thao thao bất tuyệt rằng là Xuân Quỳnh không biết là sóng bắt đầu từ đâu đâu. À, Xuân Quỳnh không biết gió bắt đầu từ đâu đâu. Cũng như Xuân Quỳnh không biết tình yêu khi nào. À, rồi sau này tôi đi dự giờ ha, một số thầy cô tôi cũng thấy rằng gì, một số thầy cô ha, có những thầy cô biết, nhưng mà có một số thầy cô vẫn thao thao bất tuyệt rằng là Xuân Quỳnh không biết gió bắt đầu từ đâu hết trơn. Mắc cười, Xuân Quỳnh hết lớp 12 rồi sao không biết được gió bắt đầu từ đâu. Hết lớp 12 rồi ai chả biết. À, do cái sự thay đổi về áp suất ha, nhiệt độ rồi đến dẫn đến áp suất thay đổi thì các cái vùng không khí nó dịch chuyển, không khí dịch chuyển tạo thành gió ha. Học sinh phổ thông nào đó tốt nghiệp đều hết lớp 12 đều biết hết cả, ai chả biết. Nhưng mà ý của Xuân Kình là mọi hiện tượng khoa học đều lý giải được, chỉ có tình yêu là không lý giải được, không biết được nó khi nào, đến khi nào, nó đi khi nào, không biết. À, cái tình yêu đó mới là cái ha. Cho nên là tôi hay, mọi người, có một số người hay nói rằng gì, tình yêu mà dùng lý trí để mà lựa chọn, dùng lý trí để mà phán đoán, dùng lý trí để mà xử lý tình yêu thì kiểu gì cũng sai hết. À, cứ dùng lý trí, dùng khoa học thì sẽ có nửa đúng nửa sai, còn tình yêu mà không lý trí, không khoa học gì thì chắc chắn nó sẽ đúng, bởi vì người ta sẽ chấp nhận hết. Đúng sai gì người ta cũng chấp nhận, sai thì người ta cũng cho là đúng, đúng người ta cũng cho là sai, cho nên là đúng hết. Còn nếu như ai mà dùng lý trí bỏ vô tình yêu thì bỏ, dùng khoa học bỏ vô tình yêu thì kiểu gì nó cũng xác suất 50% sai. À, cho nên cái chuyện khoa học với cái chuyện tình cảm, ai mà đưa cái chuyện khoa học vô tình cảm là thôi, là coi chừng là, cho nên là, mà tôi thấy cũng nói vui thôi, cũng bạn của tôi cũng vậy thôi. Ví như có 10 đứa mà 5 đứa dùng lý trí ha, hay là dùng khoa học vô cái chuyện tình cảm là coi như 5 đứa đó có kiểu gì cũng có 2 đứa thất bại. Nhưng mà 5 đứa còn lại cứ mù quáng là coi như có khi nó tới 4 đứa nó đúng. 5 đứa mà dùng khoa học, dùng lý trí ha, vô chọn lựa thì 3 đứa sai, 3 đứa kiểu gì cũng sai, 2 đứa đúng thôi. Còn nếu như có 5 đứa còn lại mà một cách mù quáng ha, à, theo đúng con tim của mình thì trong đó 4 đứa đúng, 1 đứa sai thôi, thì cái xác suất của cái xác suất của nó là đúng nhiều hơn, nó kỳ vậy đó. Thôi nói xàm xí tí để mà giải lao ha. À, nói tào lao để giải lao, giải lao xong rồi chúng ta bắt đầu tiếp, chúng ta vô lại. Đó là cái loại câu đơn đặc biệt ha. Câu đơn đặc biệt là không phân định cái thành phần chủ ngữ, vị ngữ trong đó, không thành phần phân định thành phần câu. Chúng ta phải tri nhận được tất cần tật ở trong đó. Còn nếu như không tri nhận được thì đó không phải là gì? Không phải là câu đơn đặc biệt. Bắt buộc chúng ta phải tri nhận được. Và để tri nhận được thì nó phải đặt trong một cái ngữ cảnh đặc biệt, hay là trong một cái ngữ cảnh đặc biệt ha. À, trong một cái ngữ cảnh đặc biệt, trong một cái hoàn cảnh nào đó, một cái cấu trúc đặc biệt nào đó. Và chúng ta ngầm hiểu vào trong đó thì khi đó nó mới thành câu đơn đặc biệt được.
Đó là dạng câu đơn nhé. Câu đơn thì có câu đơn đặc biệt và câu đơn bình thường. Cái loại thứ hai đó là câu phức. Câu phức ha. Phức có nghĩa là nó đan xen vào nhau thì chúng ta gọi là phức. Phức là đan xen ha. Chúng ta hiểu cái từ phức tạp ấy mà. Từ phức tạp có nghĩa là nó đan xen vào nhau thì gọi là phức ha. Là loại câu có một nòng cốt nhưng có từ hai kết cấu chủ vị trở lên và nó bao hàm nhau. Có một nòng cốt, nói một việc thôi, nói một chuyện thôi thì gọi là một nòng cốt. Là loại câu có một nòng cốt nhưng có từ hai kết cấu chủ vị trở lên và nó phải bao hàm nhau. Ví dụ như trong cái câu này, xe này máy hỏng thì chúng ta sẽ có xe này là chủ ngữ, vị ngữ là máy hỏng. Nhưng mà trong cái vị ngữ này nó lại có thêm một cái kết cấu chủ vị nhỏ trong nữa. Máy là chủ ngữ, hỏng là vị ngữ. Máy hỏng, máy tốt, máy đẹp, máy zin. Thì cái máy là chủ ngữ, còn hỏng hay tốt hay đẹp hay zin gì đó nó là vị ngữ ha, là cái giải thích cho cái máy này. Máy này như thế nào ra làm sao đó. Cho nên là trong một cái chủ ngữ mà nó tồn tại một cụm chủ vị nữa thì đó là cái câu phức thành phần vị ngữ, câu thức phức thành phần vị ngữ. Tức là có một cái cấu trúc chủ vị nhỏ nó nằm ở trong vị ngữ hoặc là trong vị ngữ. Nó nằm ở trong vị ngữ hoặc vị ngữ thôi nhé. Chứ còn nếu như cả chủ ngữ, cả vị ngữ đều có cái cụm chủ vị cả thì nó sẽ trở thành câu gì rồi? Nó trở thành câu ghép mất rồi. Xe này, máy hỏng, đó là câu phức thành phần vị ngữ. Vì vì trong cái vị ngữ này có chủ vị. Rồi. Ở ví dụ này, cách mạng tháng 8 thành công. Cách mạng tháng 8 thành công đã mang lại độc lập tự do cho dân tộc. Chủ ngữ là gì, vị ngữ là gì các anh chị? Dạ, cái này là chủ ngữ là cách mạng tháng 8 thành công đã mang lại độc lập tự do cho dân tộc là vị ngữ ạ. Ừ. Vậy thì nếu là câu phức thì ở đây chúng ta đang nói đến câu phức thành phần chủ ngữ ha. Vậy thì trong chủ ngữ này nó sẽ có cái gì làm chủ ngữ, cái gì làm vị ngữ? Dạ là cách mạng tháng 8 là chủ ngữ, thành công là vị ngữ. À, cách mạng tháng 8 là chủ ngữ, thành công là vị ngữ ha. À, cái thành phần chủ ngữ này nó là một câu nữa ha. Thành phần vị ngữ này nó có một cái cấu trúc chủ vị ở trong, nó là một cái câu nhỏ ha. Cách mạng tháng 8 là chủ ngữ, thành công là vị ngữ. Còn cả cái câu, cách mạng tháng 8 thành công này nó sẽ trở thành một cái chủ ngữ lớn của câu đã mang lại độc lập tự do dân tộc. Vậy thì chúng ta gọi ở đây là câu phức thành phần chủ ngữ ha. Câu phức là cái loại câu mà có chủ ngữ hoặc vị ngữ lại đẻ ra một cái cấu trúc nhỏ ở trong ha. Có chủ ngữ hoặc vị ngữ có thêm cái cấu trúc nhỏ ở trong thì đó là câu phức thành phần. Rồi. Cái câu phức ở trong ngôn ngữ học đó, người ta có một cái thuật ngữ gọi là cú bị bao, tức là câu thì bị bao bởi cái câu khác nha. Người ta gọi là thành phần gọi là cú bị bao. Chúng ta nói đến cái loại câu tiếp theo ha, câu ghép. Câu ghép thì là cái loại câu mà chúng ta hiểu một cách đơn giản là ghép từ hai câu trở lên thôi.
ghép từ hai câu trở lên ha. Ghép có hai kết cấu chủ vị trở lên và không bao hàm nhau, hai nòng cốt trở lên không bao hàm nhau. Có hai kết cấu chủ vị trở lên và không bao hàm nhau, hai nòng cốt trở lên không bao hàm nhau. Ví dụ như tôi đã nói rồi, tôi chủ ngữ đã nói rồi, vị ngữ ha, nhưng nó không nghe, nó không nghe, nó chủ ngữ không nghe vị ngữ. Tôi đã nói rồi, nhưng nó không nghe. Tôi là chủ ngữ, đã nói rồi là vị ngữ. Nó không nghe. Ghép giữa hai câu lại ha, ghép giữa hai câu lại. Nhà anh vừa mới có cùi là một câu, nhà anh mới có cùi mà trẻ con đã vặt sạch, trẻ con đã vặt sạch. Đó. Chúng ta thấy là ghép, có ghép thì ghép giữa hai câu lại với nhau thôi, đơn giản vậy. Từ xưa đến nay chúng ta biết rồi, có thể ghép từ ba câu ha, ghép ba câu bốn câu gì đó tùy. Thầy, trẻ con đã vặt sạch. Vặt sạch là vị ngữ. Cái chỗ đó viết nhầm phải không thầy? Viết nhầm. À, cảm ơn chị. Chúng ta có thể ghép 3 câu, 4 câu lại tùy. Ừ. Câu ghép nhiều tầng bậc, câu ghép dài, câu ghép ngắn. Ví dụ như thế là ghép ba câu lại, ví dụ như thế là gì? Ví dụ như thầy cô lên lớp dạy, các bạn đi học. Còn tôi thì sao? Còn tôi đi chơi. Thầy cô lên lớp dạy, các bạn đi học, còn tôi đi chơi. Vâng ha. Đó là câu câu ghép ha. Để thành phần câu thôi. Bây giờ chúng ta phân loại câu. Phân loại câu rồi ha, thành phần câu rồi ha. Về cơ bản, về yêu cầu cơ bản về cái ôn, về ôn lại kiến thức câu thì chúng ta chỉ nói như vậy thôi. Thì nhấn mạnh với các anh chị là trong các cái thành phần câu á, nhấn lại cho các anh chị trong cái phần mình câu thì chúng ta nhớ cái yêu cầu đầu tiên của thành phần câu đó là gì? Đó là phải phân biệt ra là thành phần chính và thành phần phụ nha. Câu thì bắt buộc phải đầy đủ cái thành phần chính ha. Ngoài ra thì chúng ta phải nhớ cho cái thành phần phụ thì có cái trạng ngữ này nó hay nhầm với chủ ngữ, cái gia ngữ này thì là hay nhầm với lại cái vị ngữ ha. Đó. Rồi chúng ta nói đến cái yêu cầu về câu trong văn bản.
Tuần sau mình lớp mình trống thứ mấy hả các anh chị? Dạ tuần sau đi học nguyên tuần rồi thầy ơi. Nguyên tuần buổi tối luôn hả? Dạ từ thứ hai tới thứ sáu ạ. Tuần này thì trống nguyên tuần đó thầy. Tuần này trống nguyên tuần. Mai mình học rồi mà. Hả? Dạ. Hình như tối mai có học môn chính trị xã hội, kinh tế chính trị xã hội Mác Lênin nè, 13 tháng 9 nè. Tùy từng lớp khác nhau. Tối mai thứ tư. Thứ sáu thì sao các anh chị? Tối thứ sáu á. Dạ lớp em cũng học tối thứ sáu, là thứ tư thứ sáu là học kinh tế chính trị xã hội Mác Lênin nè. Ừ. Tối thứ năm thì lớp em không có lịch. Tối thứ năm thì tôi lại bận. Không sao đâu. Là kiếm mà tối thứ năm với tối chủ nhật thì tôi kẹt một cái lịch cứng. Thứ bảy tuần này thì tôi lại cũng có một cái việc ha, chỉ còn lại ngày chủ nhật thôi, ngày chủ nhật sáng chiều thì được, nhưng mà các anh chị thì không biết sao, còn nếu không thì để tuần sau nữa thôi, cứ lai rai vậy. Khi nào có thầy cô nào nghỉ chúng ta chen vô chả sao hết. Sáng chủ nhật cơ, lớp chúng ta có học cái gì không? Dạ ổn thầy ơi. Dạ em sao cũng được à. Sáng chủ nhật có anh chị nào học cái gì không nè? Giơ tay đi, không có để lại mất quyền lợi. Dạ chủ nhật em có công việc bận thầy không có ấy được. Dạ. Tại em có đăng ký thi thành ra là không có chuyển lịch được á thầy. Chiều chủ nhật thì sao? Chiều chủ nhật. Dạ chiều chủ nhật khoảng tầm 5-6 giờ trở đi thì ok được á thầy. Nó thành buổi tối mất rồi. Chiều chủ nhật tức là từ 1:30-2 giờ cho đến 4:30 á, 5 giờ. Từ 1 giờ đến 5 giờ là giờ buổi chiều. Vậy là sáng chủ nhật mất mấy bạn không học được hả? Thầy môn của mình còn mấy tiết vậy thầy? Còn mấy buổi vậy thầy? Phải 2 buổi là mới xong á. Dạ. Thì 2 buổi là rút ngắn nó lại thôi, chứ còn ít nhất cũng phải xong cái chương về viết câu này. Còn cái phần văn bản, soạn thảo văn bản hành chính thì chắc là các anh chị tự tham khảo ở trong cái nghị định 30 ha. Soạn thảo văn bản thì chúng ta tự tham khảo trong nghị định 30. Thì chúng ta chỉ nói về cái viết câu nữa cho nó thành thạo cái kỹ năng. Được không? Sao sáng chủ nhật được không? Dạ alo thầy ơi. À. Dạ em thấy như này, nếu như chọn một trong hai, một là sáng chủ nhật, hai là chiều chủ nhật, thì thầy để cho anh lớp trưởng tạo một cái vote ở trên group lớp á, để cho lớp vote bên nào cao hơn thì mình học thôi. Bây giờ cũng được nha. Thứ bảy này thì tôi được kẹt, thứ bảy tuần sau thì rảnh không, nhưng mà thứ bảy tuần này thì kẹt. Còn nếu không thì để thứ bảy tuần sau học thoải mái nha. Dạ, tuần này nghỉ đi để tuần sau. Dạ thứ bảy tuần sau thì thầy. Ừ. Dạ như trường học của em thì à. Được rồi, thứ bảy tuần sau thì thoải mái. Thế tuần này chúng ta nghỉ đi, thứ bảy tuần sau tuần học buổi đi, có gì bầu vội dài dài. Được.
Tuần sau nếu như mà có cái buổi nào nghỉ thì chúng ta sẽ chêm vô, trừ thứ năm với lại chủ nhật ra, tối thứ năm với từ chủ nhật ra thì chúng ta sẽ chêm vô. Nếu như mà thầy cô nào báo nghỉ đột xuất thì chúng ta sẽ chêm vô, hoặc là chúng ta sẽ học vào thứ bảy nghe, thứ bảy buổi sáng cũng được, buổi chiều cũng được, tùy các anh chị thương lượng nhé, hoặc là Dạ sáng chủ nhật được dạ chưa? dạ không thầy ơi, nếu thứ bảy thì nhiều người còn đi làm lắm thầy. Thứ bảy, nếu thứ bảy học thì học buổi tối chứ thứ bảy vẫn đang trong ngày làm việc của những cái người bình thường mà thầy. À, rồi thứ bảy thì chúng ta có thể học chiều thứ bảy hoặc tối thứ bảy nha, tùy lớp nhé. Chiều thứ bảy hoặc tối thứ bảy hoặc là sáng chủ nhật tuần sau thì các anh chị thu xếp nhé, được chưa? Sáng chủ nhật được, chiều chủ nhật được, đừng có trúng tối chủ nhật là được rồi, tuần sau nhé. Còn vậy đi nhé, tuần này thì tôi lại hơi đụng lịch cái thứ bảy. Vâng. Hả? Trong tuần nếu như mà thầy cô nào nghỉ thì cũng thích chen vô được, trừ tôi đang nói là trừ thứ thứ tối thứ năm ra. Tuần sau thứ ba vẫn là ngày học của mình bình thường mà. Ý Đâu thầy có, nói là cái học tăng cường thêm để kết thúc sớm đúng không thầy? không phải thứ ba tuần sau hình như là vì thầy cô khác xếp lịch rồi hay sao chứ, đâu Ừ. còn nữa, Dạ đúng rồi thầy. Đúng rồi thầy. đâu có còn nữa đâu, còn nữa thì chúng ta lại cứ thế chúng ta làm rồi. Dạ. Tuần sau hình như là toàn bộ là vô chuyên ngành hết đó thầy. Tuần À, sau. Dạ, trong như tuần hình còn như thứ này hai thứ đỡ. Ừ. đúng rồi anh, thứ ba tuần sau là tụi em vô chuyên ngành rồi. Dạ. Đúng rồi, có thứ ba, có thứ ba luôn. Nếu mà trong tuần nhiều bạn có học chuyên ngành thế thì mình cố gắng sắp xếp thứ bảy chủ nhật sáng chiều như hồi nãy ý kiến của thầy, cố gắng sắp xếp thêm một hai buổi là mình đã kết thúc rồi. Dạ. Giờ Dạ. tối thứ bảy anh chị nào trống thì chúng ta học nha. Dạ, tại Ok vì thầy. thứ tư cuối tuần Cứ sau đi gọi thầy. là lớp đi ha. Tối thứ bảy tuần sau Ừ. á. Ừ. Dạ. Tuần này. Dạ, dạ thầy. Ok, giờ đi nghe. Thì Dạ thống nhất rồi, với dạ thầy. khoa, thống nhất với khoa, thống nhất với lớp nghe. Dạ. Dạ, Ừ. dạ rồi, Thì dạ nếu rồi. thì bây giờ có lẽ chúng ta cũng nghỉ thôi, chứ 9 giờ mất rồi. Kéo được 2 tiếng, hơn 2 tiếng một chút thôi, chứ còn nhiều thì các anh chị cũng cũng mệt rồi, với lại lo chồng con rồi. Vậy nha các anh chị. Em cảm ơn Dạ, thầy ạ. cảm ơn thầy ạ. Chào Dạ, thầy ạ. em cảm ơn cảm thầy. ơn Em chào thầy thầy. ạ. Cảm ơn thầy. Dạ, em chào thầy, em cảm ơn thầy. Dạ, chào các anh chị, tôi cúp máy trước.